Sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện đề án cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025 gắn với đánh giá tình hình thực hiện công tác văn thư lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan đảng. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị. Qua 3 năm triển khai, đến nay 14 trên 19 chỉ tiêu đã hoàn thành, 5 nội dung triển khai đảm bảo tiến độ. Các cơ quan đơn vị tập trung rà soát quy trình thủ tục hành chính trong đảng theo hướng tinh gọn, tối ưu hóa, rút ngắn tối đa thời gian, thủ tục, tạo thuận lợi đồng bộ, thống nhất trong tổ chức thực hiện. Đến nay, 100% các hội nghị quán triệt triển khai các chủ trương, văn bản mới quan trọng được trực tuyến đến cấp phường xã, bước đầu triển khai hiệu quả mô hình văn phòng không giấy. Đến cuối năm 2020 đã hoàn thành việc triển khai ứng dụng chữ ký số tại các đơn vị địa phương. Các cơ quan đảng, mặt trận, đoàn thể thành phố đã thực hiện đảm bảo tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021. Công tác văn thư lưu trữ, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, cải cách hành chính trong đảng là yêu cầu quan trọng hiện nay, vì vậy cần khắc phục triệt để các mặt còn hạn chế để tăng cường cải cách hơn nữa với tinh thần nêu cao trách nhiệm. Tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ công chức của mình về tinh thần trách nhiệm, về khát vọng, về động lực làm việc và cái câu chuyện đó là tăng cường cái tinh thần quyết liệt trong tham gia tham mưu xử lý công việc. Gắn với cái đề án cải cách hành chính trong đảng thì cái ý đầu tiên vẫn là con người, vẫn là cái tinh thần và thái độ trách nhiệm chính trị của con người. Cái thứ hai, tinh thần của cải cách hành chính trong đảng trước hết là phải tinh gọn cái bộ máy của mình gắn với hiệu lực hiệu quả. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố lưu ý, điều quan trọng là phải nêu cao trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu, đưa cải cách hành chính trở thành việc làm thường xuyên, nề nếp, có sản phẩm cụ thể, rà soát rút ngắn quy trình thủ tục để tối ưu hóa thời gian xử lý công việc. Thì tiếp tục thực hiện tốt cái quan điểm là nhanh hơn, khoa học hơn, hiệu quả hơn, là tinh thần chung là như thế. Cải tiến phương pháp lề lối làm việc, khoa học, chuyên nghiệp, 100% cái quy chế, quy trình trong đảng là được ban hành phù hợp với quy định của Trung ương và gắn với thực tiễn công tác của thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng yêu cầu tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục thực hiện thí điểm văn phòng không giấy, tăng cường công tác văn thư lưu trữ và đặc biệt lưu ý công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Ngoài ra, các đơn vị địa phương cần quan tâm việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ thực hiện công tác này.